Triển khai thực hiện quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã cùng với các ngành thành viên như Thanh tra, Công an, Tư pháp và Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai tốt các nội dung chương trình phối hợp, qua đó phần nào giảm thiểu được những vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn phức tạp xảy ra trên địa bàn, góp phần cùng với tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thực hiện quyết định số 81 của tỉnh, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức trên 60 lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật, làm tốt trợ giúp tư vấn pháp luật và kỹ năng hòa giải cho các cán bộ hội viên nông dân, chủ nhiệm câu lạc bộ nông dân với pháp luật. Hội cũng tăng cường phối hợp với ngành thanh tra tư pháp trong việc tham gia cùng chính quyền tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, đảm bảo đúng chính sách pháp luật của nhà nước và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nông dân. Đặc biệt với việc thành lập 1.693 tổ hòa giải gắn với mô hình câu lạc bộ nông dân với pháp luật, Hội Nông dân đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc nắm bắt tư tưởng, phát hiện sớm các vụ việc mâu thuẫn xích mích nhỏ trong nội bộ nông dân để tổ chức hòa giải kịp thời. Nhờ vậy, tỷ lệ hòa giải thành công cao. Qua hòa giải đối thoại trực tiếp, đã có 7.928 vụ việc được các tổ hòa giải tiếp nhận và tổ chức hòa giải thành công. Chúng tôi đã tổ chức thành lập các cái câu lạc bộ nông dân với pháp luật và phối hợp với Sở Tư pháp, với Thanh tra tỉnh, rồi Sở Tài nguyên để tổ chức phổ biến tư vấn pháp luật đến với các thành viên trong câu lạc bộ và đến với hội viên nông dân trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó thì cán bộ hội viên nông dân nắm được các cái nội dung liên quan đến luật, ví dụ như là cái luật hòa giải, rồi công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của nông dân. Thì qua đó thì các thành viên câu lạc bộ, đặc biệt là cán bộ hội nông dân các cấp trong tỉnh, nắm chắc về các cái nội dung liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở, thì đã vận dụng vào cái việc thực hiện hòa giải tại các thôn bản, giải quyết dứt điểm được các cái vụ việc liên quan đến cái nội dung mâu thuẫn, rồi những cái ở tại cơ sở, để qua đó thì giảm bớt được cái việc khiếu kiện khiếu nại vượt cấp. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ, Hội Nông dân tỉnh sẽ tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ hội, nhất là những người trực tiếp tham gia tiếp dân, giải quyết hòa giải các tranh chấp khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật. Các cấp hội cũng sẽ chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác hòa giải, duy trì có hiệu quả mô hình câu lạc bộ nông dân với pháp luật tại các chi hội thôn xóm, kịp thời tham mưu sơ kết rút kinh nghiệm trong phối hợp chỉ đạo thực hiện quyết định số 81 nhằm cùng chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp khiếu nại tố cáo từ cơ sở, giúp nông dân hiểu hơn các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước khi triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.